Một lát nữa có ông Sam xuất hiện đây nữa hả? Rồi sao ai cứ mời nó hoài vậy? Người nhà. Người nhà của bà Nguyễn Thị Ngân hả? Đúng rồi. Nó là chị ruột Ngân. Chị ruột Ngân luôn? Dạ. Trời ơi, nó thao túng chương trình dữ vậy đó hả? Thôi nó nghe nè, không mấy lát Sam ra đừng ai nhận nó về hết được không? Được. Tự động nó mắc cỡ nó bỏ về thôi. Được. Phải làm cho nó quen được. Đúng. Đi, mời hai em về chỗ. Em mới nghe là dục cái cục e dè quăng bên được không? Dạ, tại vì em muốn làm cái hình ảnh khác á anh. Anh Nghĩa đừng có mời em phát biểu nhiều nha. Sao vậy? Em sẽ không nói nhiều đâu, em sẽ rất là ít nói. Không nói phải không em? Dạ, bởi vì... Đi về. Vẫn phải tham gia chương trình để lấy cái xe nè. Bữa nay là chuyện khác rồi đó. Đó, nhìn thấy phong cách của em là khác hoàn toàn. Bởi vì chúng ta bàn về cái bộ hình ảnh thời trang nè. Cái quần là tập gym nè, đúng không? Áo là dạ đi tiệc nè. Đây là hình ảnh mà em đang hướng tới. Đó là một người phụ nữ trầm tính, ít nói và có chiều sâu. Mà được rồi, để coi bữa nay em sâu cỡ nào nha. Dạ. Bây giờ nè, anh sẽ mời vô đây một khách mời mà họ không cần làm gì nhiều hết trơn trọi. Tự nhiên họ bước ra là tạo cho người ta một cái niềm tin lắm luôn á. Anh Nghĩa kiếm đứa nào đẹp hơn chặt nó đi. Đương nhiên em anh ghét sẽ kiếm quá. Đứa đẹp hơn, cao hơn, mà nền nã hơn, thùy mị hơn. Đó. Vậy là mời vợ em hả? Hả? Không, chị Harry đẹp thì đúng rồi, cao em thì đúng rồi. Nhưng mà nền nã hơn chưa biết nha. Cái độ khùng, cái độ lầy chưa chắc dạ, là đúng hơn rồi. Ai. Dạ, tại giờ em cũng mất nết lắm. Thì dạ. Đó, hôm nay đến với chương trình này thì các em sẽ về với Trấn Thành và Trường Giang tùy vào sự lựa chọn cũng như là cái sự mời mọc của hai chủ nhà này. Anh biết với anh Sam thì không ai mời đâu. Anh đó, cho nên là... Tội nghiệp quá, tội nghiệp Sam của em quá. À, anh rước em về giùm cho em đỡ quê được không anh Xuyền? Rồi luôn ở đây. Đó, thấy chưa, em cũng có giá lắm. Dạ. Đây. Sao? Đẹp trai. Thì sao? Cao. Ờ. Chẳng lẽ hát hay nữa? Có sao đâu. Em rất nhiều người hoàng hoàng mỹ mà mình em... nói ý mình nói là ông ai mà cho ai tất cả hết trơn. Dạ. Thì đúng đúng ông đời đâu cho ai tất cả. Nè. Mình cao không? Cao. Đẹp trai không? Đẹp trai. Mình hát hay không? Hay. Thì cái điều còn lại cuối cùng là khùng. Trời ơi, vậy thôi chứ. Phải có chứ, làm sao? Ít là phải có cái gì khiếm khuyết đúng không? Đúng vậy. Em biết là bây giờ là một mình em bị chỉ mũi dùi rất nhiều. Nhưng đúng thật sự là các bạn hiểu không? Các bạn để ý nè. Hiểu. Là hiện tại ngay cái sân khấu này, tại sao tôi bị dập nhiều nhất? Tại vì tôi đẹp nhất. Anh Thành ơi, trời ơi. Anh Xịn. Anh Xịn kìa. Em chỉ muốn gửi lời một câu. Gần mực thì đen đúng không nào? Ừ. Vậy là gần tôi riết sẽ đẹp theo. Sẽ được gần tôi là tôi sẽ được lấy đẹp. Thấy chưa? Tôi thấy nói chưa? Rồi. Nó bị tật nguyền về tâm lý mà mai tin tôi. Bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ quay trở lại với chàng trai của chúng ta, chàng trai số 6 nè. Đúng rồi. Thiệt luôn á. Mình tập trung với bạn số 6 đi, tập trung với em hoài à. Tại vì em nói cho nên mọi người mới tập trung với em đó. Bớt nói lại. Rồi bây giờ từ đây tới cuối chương trình chúng ta tập trung chương trình, đừng quan tâm tình mình nữa, ok? Ok rồi. Ok em. Dạ. Em nghĩ là số 6 là hát hay. Hát hay. Em nghĩ hát hay luôn. Ừ. Tại vì cái khúc cuối mà bạn hát á, cái phần cổ nó rung rung hả? Bây giờ nó đẹp vậy rồi nó đi có nhịp rộng, lẽ nó hát không hay thì kỳ lắm luôn á. Nghĩ hay đó. Em cũng nghĩ vậy. Tại sai cái avatar. Đúng rồi, cái cách ánh mắt mà bạn này diễn á là em nghĩ là bạn này phải biết hát, ít nhất là biết hát. Em cũng nghĩ giống mấy bạn mà tiếp tục anh Nghĩa ơi. Tiếp tục anh ơi. Anh em hãy nhìn người yêu anh ta đi, đứng lên Tuấn. Sao? Ê sao không, không là tôi đi mà thôi, sao là em tôi? em một em đi, đùa em đi. Cho xin hai chữ bình yên đi. Vậy giờ Kiều Minh Tuấn có tìm được điểm chung nào với bạn này không? Sao không hỏi tôi đi, nãy giờ tôi không được biểu diễn. Nên nè xin ơi, mình muốn nói như vậy. Mình nói gì tiếp? Là cái bạn này á, mình nghĩ là hát cũng tốt đó tình ơi. Và mình thấy cặp đôi này cũng giả tạo nhẹ nhẹ đó. Ok ok. Em cũng đổi em hết rồi anh. Đổi em hết nha. Hết rồi ha. Em sao ta hết rồi. Thấy thường quá coi kìa. Trời ơi, giống như là bị xã hội kỳ thị vậy đó. Ủa, đâu có ai đâu. Ủa, có ai cho mình nói không? Ê, đâu có ai đâu. Tuấn nói gì vậy? Trời ơi. Đồng đội nó, đồng đội nó mới coi như cô hồn vậy. Mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ có 30 giây nha.
30 giây để mình bàn luận với nhau. Anh mình coi coi là bạn nào là bạn hát dở, mình chọn ra cái bạn đó nha. Bây giờ mời đội của Trấn Thành với Kiều Minh Tuấn nè. Bên đây đội của Cát Phượng, Trường Giang, Harry. Chúng ta bắt đầu thảo luận với nhau nè. 30 giây bắt đầu. Hết giờ, hết giờ. Anh Nghĩa ngồi luôn đi. Em nói vậy, anh hiểu không? Anh hiểu. Thôi, mình nói vậy, bạn hiểu không? Dễ hiểu quá. Trong khi có một người nói hoài cả thế giới không ai hiểu. Ủa, bạn ở đâu rồi vậy? Em nè. Bây giờ không mấy giờ á, chút mà định loại đội nào tôi vô đứng chung đội đó luôn. Chuyên trở về. Chuyên kìa. Loại đội này tôi lên đứng chung luôn. Em ơi, ba đứa đi về luôn. Bé kia nó phang cái đầu bây giờ đó. Ngay cái thằng gõ nó giống như tự nhiên Bình đứng vô đội nào trù được nó rớt vậy. Đúng rồi. Rồi thằng Bình nó mê con này gõ, hồi nãy bị gõ một cái khùng rồi chưa về. Đi ngoan, thương. Nang nỉ đi, giờ nang nỉ mới về. Xin lỗi tôi. Xin lỗi. Thương về. Lần sau có cho nói không? Cho nói. Lần sau phải con cho. Cho. Nó sợ mày cắn ta đó. Ôi mày nói xong cái thiệt nó thấy anh vô lý hơn nữa thiệt á. Nói này thiệt. Bởi vì mấy người lập gia đình thời gian kỳ lắm. Có anh không? À, biết sao cười không? Nghĩ tới cái đêm ăn với anh Đức. Mê. Không à. Đang mê. Thấy hay. Ừ. Trời ơi. Một đảng gì đó hả? Không phải, em mắc cười là vì anh lao xe đạp lên không ạ. Đội cái nón bảo hiểm em nói lộn. Nón bảo hiểm ngược. Đó thì mọi người cũng thấy rồi đó. Nhưng mà anh này hát hay vậy? Em nghiêm túc rồi anh hát hay rồi. Ok, cảm ơn em. Mình ngồi mình cứ chờ nó nói từng chữ ra để mình cười hết chứ. Ok, bỏ qua. Hát không hay ạ? Vì nhảy không đúng nhịp ạ? Anh đừng nhìn, mọi người đừng nhìn em nữa, em sợ quá. Không được nhìn nữa, quay mặt cho chú hát hết đi. Để cho bé nó tự nhiên nè. Em có cảm thấy thế giới đang cô lập em không? Không, có anh Barret nhìn nè anh. Mọi người khán giả nhìn ok. Ok. Chị này hát bài Nubakachi hả? Đúng rồi. Cũng khó ha. Nhưng mà thôi chắc hát không hay đâu anh. Con Hiền. Đừng nhìn. Thôi đừng có hát hủ nữa. Thôi đừng hát hủ nữa. Giờ sao năn nỉ thương rồi phải không? Năn nỉ xin lỗi, sai, em sai. Sao thế? Cái nhà bên đây làm sao em, ha? Em chẳng biết luôn ấy. Như anh bên kia có còn có anh hả hướng dẫn đồng đội này nọ. Tụi em lần đầu tiên mới non đó, có biết gì đâu. Đó là sự lựa chọn của em. Chọn mà. Đó là sự lựa chọn của em. Em không có được sự lựa chọn luôn, em là người cuối cùng. Thôi em là như mình nhường cho con gái em nói làm gì. Nhưng mà Ngọc là người lựa chọn trước mà. Em giả với mặt Trấn Thành một cái, em qua Trường Giang mà đúng không? Hãy nghe là những gì Lan Ngọc đã nói. Xin mời. Anh Thành. Thôi chọn anh ạ. Anh có xích em về đội của anh không? Why not? Em đẹp lắm. Thôi em đừng có trả lời, em biết mà. Nhưng mà em sẽ chọn về đội Giang. Cứ tát em á. Em có thay cho anh luôn á. Trời ơi, 5 cái dấu tay in rõ mùng 1 luôn á Thành. Cậu này á là hay. Em không thấy không hay đâu. Ủa sao em mất vô đồng quan điểm rồi Ngọc? Em tưởng anh nói không hay á. Em đồng quan điểm với anh Giang là tại vì cái bạn này lúc mà bạn hát á, cái mặt rất là tập trung. Mặt rất là tập trung và cái kiểu là cũng là nói chung là mặt tập trung đó. Thì nói chung là hay. Em muốn về với bên này quá. It's too late baby. Em phải phân tích cái chỗ này. Hát đã không hay mà còn nhiệt tình nó sẽ đi vào đâu. Giống như em vậy đó Ngọc. Đã không hay còn nhiệt tình nó sẽ đi vào ngõ hẹp. Nhưng mà người ta sẽ ủng hộ bằng cái tinh thần của mình. Đúng. Tiếp nha. Anh nghe anh chưa hỏi em mà. Nãy anh có nói gì hỏi em rồi mà. Anh có hỏi em cái gì đâu. Tại vì anh nghĩ rằng em có nói cũng như không. Hỏi đi, hỏi đi. Thôi giờ anh hỏi nè. 2, 3, nói đi em.
Cảm ơn em, ý kiến rất hay. Em có ý kiến. Hả? Có thể cho hai cái anh quay phim mà đang quay ST với lại Lan Ngọc về nghỉ được không? Chứ bây giờ ngồi đây người ta không quay không nói, người ta đứng đôi chi cậu. Nãy giờ em nói quá trời luôn, nhanh Giang nha. Em còn nhắc anh là anh hãy nói đi, bảo vệ đồng đội mình đi. Quay. Đó là ý kiến, đó là nhận xét của Lan Ngọc với anh chàng này. Chúng ta đi tiếp. Bây giờ em là người đã có kinh nghiệm tới lần thứ 3 rồi nè. Nói đi. Dạ nhưng mà em nghĩ là hai lần trước em đều về đội của anh Thành. Tại là em nghe lời chị Nhi nè, với em nghe lời chị Thu Trang nè, là em về đội của anh Thành. Mà hai lần đó em đều... Như em nói đều... cho thế giới biết là em về với anh là do suối chứ không phải là em muốn. Đúng. Là sao, là sao? Nhưng mà kiểu như là mình, em nghĩ là cái gì đó quá tam ba bận, mình phải quyết tâm đúng không anh? Lần này em tin anh, em thử một lần nữa được không anh? Ok. Tôi không đồng ý. Tôi chọn AP. Đâu phải muốn đến với anh là được. Các bạn ơi, anh không phải rắc rưởi cho em. Thanh. À, cái đoạn đó này em nói chơi thôi, biên tập xóa em nói lại. Thanh. Em giai đoạn anh cái gì? Thanh. Có thể nhường cho tôi được không? Anh kia xuất hiện à? Em đi về luôn con được không? Con chơi gì nữa? Em đi về luôn được không? Cửa này, cửa này. Anh cửa à. Này không? Rin, về nhà với chị. Đi em. Ôi về với chị chứ. Về với chị luôn. Ê, ê chị. Về luôn hả? Nhỏ này giống như mấy mẹ bắt cóc á. Cha mẹ mới bỏ con cái ở ngoài cổng trường chứ phải lời bắt cóc vậy gì này vậy gì nè. Về với chị, về với chị. Ê, vậy là anh cũng khó nha, anh gánh hai đứa em đều là người mới luôn á. Dâu, cảm thấy lo hả? Dạ. Cảm thấy sợ hả? Đỏ rồi. Trời ơi, giỡn hoài. Em sinh ra cũng tự giải là chung hội. Cuối cùng là em có thích Gin Tuấn Kiệt hay không? Ê, Gin sao á? Em mời người ta về, cái người ta vừa về, cái em kêu nhiệm vụ Châu đổi đội là sao? Thích lắm, thích lắm. Ủa, anh bây giờ mình bắt đầu chương trình luôn được không? Bắt đầu từ nãy giờ rồi đó em, bắt đầu từ nãy giờ lâu lắm rồi. Tại sao vậy? Tại sao phải bắt đầu chương trình luôn là sao? Ý em muốn nói gì? Ờ, em nghe nói là Quân AB. Quân AB là có việc bận. Gin, Gin. Em à, lâu em, à, em à, cái tên người ta là Quân AB. AB. Em xin lỗi. Em Quân AB. Cái chuyện này là xuất phát từ cái nhỏ áo đen đó. Tại sao tên của ông ta còn nó kiếm chuyện, nó đọc cái này nữa. Thí dụ nói người ta kêu Gin Tuấn Kiệt. Ờ. Đó là tiêu thời cái Việt Nam sai. Anh đọc tiếng Anh là Gin Tuấn Kiệt. Gin là gì? Là nói lên là Gin này nói còn Gin nữa hả? Dạ đúng rồi. Em luôn muốn cho mọi người thấy được cái sự trong trắng và trong sáng. Trong trắng mà áo đen. À. Anh ơi, ở ngoài đen nhưng mà dịch ra bên trong nó trắng. Em dịch ra thôi bắn ngủ kìa, bắn ngủ kìa, bắn ngủ kìa. Đâu có giờ cái mắt ra ấy mà mi á. Chắc là dáng mi quá lố rồi nè. Sụp mắt nhỏ rồi. Bớt vô duyên lại. Em đội chung với anh đó. Ok. Phải bảo vệ em chứ. Anh sẽ bảo vệ em như người ta. Nghe chị Dân nói chuyện, người đàn ông có trí tuệ siêu nhiên. Trí tuệ siêu nhiên. Trời. Trời số 4. Đúng không? Mày. Sao mày? Mày trí tuệ siêu nhiên. Mày học một đứa vô duyên là siêu đẳng. Trí tuệ siêu nhiên còn vô duyên là siêu đẳng. Hả? Số 3 đúng không? Tại sao chọn số 3? Mày phải giải thích cho mọi người biết. Chuyện số 3 là tại vì bạn này có thể sẽ hát dở đó. À, ok. Đó là sự lựa chọn của Chi Dân. Một lát nữa, nếu như có chuyện gì thì Chi Dân sẽ chịu trách nhiệm. Cái người ta đơn giản thì người ta sẽ nói chuyện rất là đơn giản. Đúng. Nhưng mà không có bình thường nha. Đâu ai nói này, đâu ai nói em, đâu ai nói em bình thường đâu. Hả? Bình thường chứ không có tầm thường nha, lộn. Trí tuệ siêu nhiên. Vô duyên siêu đẳng. Hay hay chị Dân dễ thương mà. Đó là đội chơi bạn bè em đâu có nói em nuôi duyên đâu. Trời ơi, tôi liệu kìa. Cái vấn đề là nó không có bạn. Không phải cái vấn đề. Không phải. Nó không có bạn. Nó đi chơi bạn bè. Bạn bè không ai nói nó vô duyên chơi. Tại cho nguyên đám vô duyên. Không nói bậy, em cũng bạn đó em biết mà. Ủa dạ. Mà vô duyên thiệt. Vô duyên thiệt em khẳng định luôn. Thôi thôi dạ. Đừng dạch mặt điều đó ra trên sóng truyền hình đất ơi. Làm sao lát nữa không gì về được là đừng có trách nha. À đó. Trong nói hậu trường là fan tôi nhiều lắm đó. Fan đây hả? Ừ. Sâu sâu nhỏ hả? Ừ. Trấn Thành, đội em sao? Xem thấy nhiều người đọc đơn giản quá. Nói rồi chọn đồ cái kiểu mà giải thích như không giải thích. Em thì không thể nói chuyện với cái tầm siêu nhiên được. Ai ở đây hát hay nhưng có niềm đam mê mạnh hơn cô này? Người ta hát siêu. Thôi thua rồi, nói gì nữa giờ. Tao tán gì mặt được, tao đang nói. Đã thua rồi, nói gì cũng vậy thôi.
lời nói đâu còn giá trị ở đây nữa đâu. Hãy nói bằng sóng siêu âm đi nào. Quả báo nhãn tiền là có thật quý vị nghe. Con cảm ơn mẹ. Mẹ thương mẹ độ yêu ý nguyện. Bây giờ con mới dọn mỏ con chữ nè. Sao mày vậy? Hả? Ăn ở sao mà để nó ca hay vậy em? Chảnh đi. Mày chữ đi. Cái mặt dòm trời không dòm bây giờ bóng đèn. Trời ơi, tao nói thiệt mày. Tại sao ngước mặt lên trời không phải là vì mày hãnh diện, mà vì mà hồi nó quýnh mày sặc mấy mũi mày không dám nhìn xuống. Trời đất ơi, ca sĩ mà làm giọng mẹ hả? Làm được con vòng làm với cha mẹ ca sai ba vòng ăn nhột à. Chiến lược nãy nói là gì? Hai vòng trước như là đùa giỡn thả. Vòng cuối cùng mới lấy đúng không? Lấy nguyên cái gì hấu nặng cho hết. Sao còn chịu nói với em? Một cái gì hấu của em này nghẹn không? Không nói được nên lời luôn đúng không? Sao nãy mạnh miệng mất nhớ rồi hả? Nãy tràn quá kia chạy dữ lắm mà. Bên đội bên kia người mà nói nãy nói ai siêu âm giờ siêu nhân cứu. Sao thì cũng gì được sao mà ban tổ chức biên tập gì đâu sắp xếp chứ thí sinh gì kỳ vậy? Bị gì sao có bà số 2 bác hay lộc lẫy không chọn? Có bà kể người ta. Ba nam phải người có ta, một nam hát hay để hát cho người ta chứ. Người ta tổ chức chương trình người ta có quyền. Ý như là ca cái bài gì y như hai đứa gây lộn nhau à. Mà mặt thằng bé nó quảng hốt lắm, nó ca mà nó cứ mà cái mặt nó hốt quảng luôn á. Bài chữ nó quá mà. Cảm ơn bé. Tú ăn giải không Tú? Ăn giải giải không? Anh giải hữu của em à. Em có biết không, một mình em mà em làm hả dạ bao nhiêu con người. Anh nói thiệt. Trời ơi. Trời ơi, em biết không, ở trên đời này không phải hơn thua nhau là giọng ca. Hơn thua nhau là mình có đắc nhân tâm hay không. Một mình em hát ra một cái một rạp vỗ tay. Em giúp người giúp đời. Trời ơi trời. Cái này là không như phải là sao, hay sao? Đâu mà là tại vì nhờ sự trợ giúp của chương trình thôi. May mắn đó. Chứ thực sự nếu mà là ba nam hai nam hát dở có một nam hát hay. Kệ rồi. Người ta, kệ người ta. Cái này là chơi là gài em rồi đúng không? Bốn nữ với một nữ hát dở, ba nữ hát hay đúng không? Không. Còn này mà nam gì nó sắp xếp vậy là đâu có ai hát chung với em được. Bây giờ nàng đang nói là cái câu nãy nó nói nè. Ê, giờ thua rồi đừng nói gì nhiều nữa. Thằng bé này nè. Ăn nhãn không anh? Ăn nhãn ăn giải đi. Em lấy cái giảm. Cái này người ta mục đích ngồi xuống. Mục đích đây đâu phải là đựng giải đâu cứng. Hiểu không? Đây nè. Đó. Ta nói quả báo nhãn lòng mà. Cái này bé mình á giống như là bữa nay nó thay trời hành đạo vậy đó. Cái gì nữa? Mẹ phái xuống mẹ kêu thay trời hành đạo. Có câu gì phải không? Đã có người giết hắn thay ta. Đó.